chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình chính là Hương Channel. Hôm nay thì Hương sẽ tiếp tục làm cái món ẩm thực các bạn. Nhưng mà món này thì món ăn vặt nhẹ thôi. Đó là món chè bí đỏ. Bạn nghe có hấp dẫn chưa? Cái món này thì nó thiệt là ăn là nó bao mập á. Nhưng mà Hương ở đây Hương đang thực hiện chế độ giảm cân, nhưng mà không có giảm ăn. À, bây giờ Hương mời các bạn cùng xem cái video với Hương nha. Xem Hương làm chè bí đỏ như thế nào. Các bạn thấy hay thì cho Hương một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương nha các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị là nửa cái bí đỏ nè các bạn. Mình đã gọt rồi, sắt rồi. Nửa cái bí đỏ này thì mình sẽ sử dụng là 200g đường các bạn. Một ống vani. Ở đây là 150g bột nếp đó các bạn. Mình sử dụng chỉ có 150g bột nếp thôi. 200g đường cát, dòng ống vani, với lại nữa cái bí đỏ. Bí đỏ này thì mình sẽ đem đi hấp nha các bạn, hấp cho nó chín rồi sau đó mình mới để cái bột nếp này mình vào mình nhào hòa chung với lại bí đỏ nha các bạn. Đầu mình sẽ đi hấp bí đỏ thôi. Mình sẽ đậy nắp lại thôi, chờ cho nó chín. Bây giờ thì chờ cái bí chín đó, thì mình sẽ thắng nước cốt nha các bạn. Chè này thì mình ăn chung với lại nước cốt. Ở đây thì mình dắt khoảng một chén ăn cơm các bạn, chén nước cốt à. Giờ mình sẽ cho miếng đường và xíu muối vào để mình thắng nước đường nha các bạn. Mình thắng cái nước cốt này cho nó ngọt ngọt. Với lại mình sẽ cho vào đây một ít bột nếp nha các bạn. Mình khuấy một muỗng cà phê bột nếp nữa. Mình sẽ cho từ từ vào cho nó sánh lại. Bây giờ mình sẽ cho vô một muỗng đường. Bây giờ cái nước cốt mình đã sôi lên nè các bạn, mình sẽ cho cái bột nếp vào. Mình cũng cho vào từ từ thôi nha, để không thôi là nó đặc quá nó không ngon. Rồi nó bị mờ cam của mình lại, hơi nó lên quá nhiều à. Có đồ sánh này nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Đây là cái nồi nấu cốt mình đã thắng rồi nè các bạn. Tại vì cái bột nếp này á, mình nhắc xuống một tí xíu nữa nó còn đông lại, cho nên mình cho cái lượng bột nếp gạo nó vừa thôi nha các bạn. Chứ thôi mình để nó nguội là nó mình cho nhiều quá mình để nguội nó sẽ đông cứng á. Nó sệt nhiều quá không ngon. Mình cho vừa vừa thôi, cái xuống là nó sệt lại là vừa. Giờ để mình thăm cái nồi bí của mình nha các bạn. Tí xíu thôi. Bí mình nó chín nó mềm hết trơn các bạn. Giờ mình sẽ tán nó ra nha. Tán nó ra cho nó nhuyễn rồi cái mình mới để cái bột nếp vô lại mình nhồi chung. Bây giờ mình sẽ cho cái bột nếp vô nha các bạn. Mình cũng cho từ từ thôi. Cho vô một tí xíu bột vani nữa các bạn. Cái này các bạn sử dụng bột vani cũng được mà không sử dụng cũng được. Mình đây mình cho tí xíu thôi, cho nó có mùi thơm thơm. Mấy chị gà chỉ kêu ổ đẻ. Mình sẽ cho lại cái số bột còn lại vô luôn nha các bạn. Mình
mình nhồi cho tới khi nào mà nó mịn là được á các bạn. Nó sắp được rồi nè các bạn, nó mịn rồi nè. Bí đỏ này á thì ăn nó rất là bổ. Bữa nay mình sẽ làm cái món chè bí đỏ. Các bạn xem mà thấy clip mình hay thì cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha các bạn, để ủng hộ cho mình. Được rồi nè các bạn, mịn rồi nè. Giờ là mình đem vô mình vò viên lại như cái viên chè trôi nước vậy các bạn. Chè trôi nước thì có nhân, thì cái này của mình không có nhân. Mình vò nó giống như cái chè lõm chõm vậy các bạn. Nó to to cái đó là được rồi. Mình sẽ dò viên như vậy các bạn. Viên như vậy là vừa ăn á. Các bạn cũng có thể nắn thành cây rồi cắt ra rồi mình dò viên. Mà thôi mấy mình dò vậy cho lẹ, cắt ra nữa nó bày ra bè biển cho nó dài giọng. Để mình dò viên đi. Mình bắt cái cục bột cho nó vừa với nhau là dò cái viên chè nó sẽ đều. Vò bự quá thì ăn nó sẽ bị ngán, cho nên mình cũng vò cái viên vừa vừa thôi. Cái này thì nó bự hơn cái viên chè chấm chút xíu á. Sắp xong rồi, mình giờ xong rồi mình sẽ đi vô mình nấu nha các bạn. Cầm một hai viên nữa là xong. Chúng ta sẽ giờ trộn vô O như chữ O luôn. Xong rồi, nấu thôi. Đây là cái nồi nước khoảng chừng 400ml nước các bạn. Mình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái 200g đường này vào nha các bạn. Mình thắng cho đường nó kẹo lại một tí rồi mình hả để cái chè bí đỏ này vào nha các bạn. Cái viên chè mình đã dò rồi, mình giờ mình thắng đường trước đi. Thắng cho đường nó kẹo lại. Đáng lý ra là cái chè này phải nấu lại với cái đường thốt nốt á, mà bữa nay mình không có đi chợ cho nên không có mua đường thốt nốt, chứ đáng là cái bí đỏ này phải nấu chung với lại đường thốt nốt. Đường của mình nó đã sôi rồi nè, mình đợi cho nó kẹo lại tí rồi mình mới bỏ cái viên chè vô. Bây giờ đường của mình nó đã sôi quá trời nè các bạn. Chưa, để ăn chút nữa. Chưa có đồ kẹo nhiều, cái này đồ kẹo một tí nữa. Mình tưởng tượng nó rất là ngon luôn nha các bạn. Giờ nó thơm quá trời cái mùi bí đỏ nè. Cực kỳ thơm luôn á. Và bây giờ mình sẽ cho những cái viên bí đỏ vào nha. Bỏ bí đỏ vào các bạn, bỏ từ từ thôi nha, tại vì cái nước đường này nó nóng nè, nó sôi nè, mình không nên bỏ mạnh quá nó sẽ bị văng. Hên quá vừa luôn. Mình sợ cái nồi mình sẽ bị bé chứ. Mà đã vừa rồi. Rồi bây giờ mình chờ đợi nó chín thôi. Cái món chè này không biết có bị mập không các bạn ơi. Chắc không có mập đâu ha. Nó đã sâu quá chừng rồi, mình sẽ hết bọt nha các bạn. Mùi bí đỏ nó phản phất lên nó thiệt là thơm luôn. Cái này thì mình chỉ có sử dụng có 200g đường à.
chứ không đến nổi đâu, mới nổi mập đâu. Bây giờ bí đỏ của mình đã nổi lên hết trơn rồi nè các bạn. Thường thường chè trôi nước á, khi mà mình nấu á, nó nổi lên vậy là nó chín rồi các bạn. Nhưng mà cái này thì mình nấu thêm tí nữa nè các bạn cho nó ngon, chứ nó nổi lên hết trơn rồi nè. Nó nổi lên nó nở ra, nhìn trong bóng thiệt là đẹp luôn. Mà không biết ăn ngon hay không đây. Mình nghĩ chắc nó sẽ là thơm và ngon dữ lắm. Mình nấu nó khoảng 5 phút nữa đi các bạn. Và bây giờ thì nó sôi quá chừng nó nở rồi. Chà bá cái viên chè lên luôn rồi. Ý là nãy mình giờ nhỏ á, mình hết bọt nó một lần nữa và mình sẽ tắt bếp cho nó xuống nha các bạn. Nó chín rồi. Mình sẽ hết bọt nó cái nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình múc chè ra mình thưởng thức thôi các bạn ơi. Nhìn nó rất là hấp dẫn nè. Ít thôi. Ăn hết rồi múc tiếp. Cho miếng nước này. Bây giờ sẽ cho nước cốt vào nha các bạn. Đó. Ăn không cũng được, nhưng mà ăn nước cốt thì nó sẽ ngon hơn. Và mình sẽ cho thêm một ít cái đậu phộng vào nữa nha các bạn, cho nó thơm. Các bạn trông nè, rất là hấp dẫn luôn. Màu sắc nó cũng rất là hấp dẫn nha. Kết hợp với lại nước cốt và cái đậu phộng các bạn. Thơm ngon vô cùng. Dẻo mịn. Nói chung là mình ăn vô cái cảm giác nó mịn như da em bé luôn á các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đây này các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn cái chè với mình nha. Ánh mịn, nó mịn mà nó thơm mùi bí đỏ, khó diễn tả các bạn. Có hợp với cái cốt và cái đậu nữa các bạn, nó rất là ngon luôn. Mình bảo đảm ăn cái này là sẽ bao mập luôn. Nhưng mà ở đây thì mình thực hiện chế độ là giảm cân, nhưng mà chứ không có giảm ăn. Cái nếp với cái bí đỏ này mình nhồi nè, nó cũng vừa độ với nhau, nó không có dẻo dữ nè các bạn. Nó mềm, nó rất là ngon các bạn. Mời các bạn nha. Bạn nào muốn mập thì về đổi của Hương nha. Bạn nào muốn mập thì về đổi của Hương nha. Nó ngon không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Cái bí đỏ nó rất là thơm các bạn, rất là dễ ăn. Bạn thử nấu ăn một lần đi các bạn ơi, nó rất là ngon luôn nè. Bạn thấy không, cái viên chè của mình nó trong bóng luôn. Nấu thì nó cũng rất là dễ. Bí đỏ thì mình ra chợ cái là mua cái là có, cái mình vô tiệm mình mua cái bột nếp này. Các bạn nhìn cái viên chè nó trong bóng mà nó rất là mềm luôn. Món chè bí đỏ của mình đến đây là đã xong rồi á. Bây giờ là mình ăn và mình mời các bạn cùng thưởng thức và nấu cho các bé ở nhà cùng ăn nha các bạn. Đến đây thì mình cũng xin ngừng lại cái video. Và cảm ơn các bạn đã xem video cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo nha các bạn.